Bạn càng đẹp càng giàu có khi tinh tấn thực hành hai điều sau đây. Tần số rung động cao liên quan đến việc tạo ra sự giàu có thịnh vượng trong tất cả những lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Hai điều sau đây sẽ hỗ trợ rất tích cực trong việc nâng cao tần số rung động của bạn. Điều thứ nhất, quan tâm đến lợi ích tập thể hơn là lợi ích cá nhân. Trong gia đình, hãy quan tâm đến những thành viên trong gia đình, quan tâm đến hạnh phúc chung của gia đình. Ở nơi làm việc, quan tâm đến lợi ích của nhóm, quan tâm đến sự phát triển tích cực, thịnh vượng của công ty, nơi bạn làm việc, làm tròn trách nhiệm của mình, nỗ lực hết mình để giúp tập thể của bạn ngày càng phát triển hưng thịnh. Trong cộng đồng của bạn, bạn liên tục hỗ trợ các nhóm thiện nguyện, hỗ trợ tích cực những người xung quanh bạn, ngày càng phát triển tích cực, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Khi bạn quan tâm nhiều đến lợi ích tập thể, là bạn đang trao dồi lòng từ bi của mình, mở rộng tình yêu của mình. Bạn sẽ ngủ rất ngon và bạn cảm thấy rất hạnh phúc, rất bình yên. Và mọi người cũng rất truyền nhiều năng lượng tích cực cho bạn, khiến bạn cảm thấy rất thoải mái mỗi ngày. Chính điều này sẽ giúp bạn nâng cao tần số rung động của mình. Sẽ giúp bạn trở nên sáng suốt, khôn ngoan, minh triết khi đưa ra bất kỳ quyết định nào trong cuộc sống của bạn. Và bạn cũng rất dễ dàng thu hút những người tốt, những quý nhân đến để trợ lực cho bạn hoàn thành tất cả những mục tiêu trong cuộc sống của mình. Điều thứ hai, hãy rèn luyện sức khỏe của bạn, cơ thể vật chất tinh thần của bạn. Hãy chăm sóc cơ thể vật chất của bạn thật tốt. Ăn uống lành mạnh, phù hợp với thể trạng của bạn. Uống nước đầy đủ, vận động hợp lý, làm tất cả những điều khiến cơ thể vật lý của bạn ngày càng phát triển khỏe mạnh. Và chú ý đến những điều bạn tiếp nhận qua những giác quan của mình, giúp bạn dễ dàng có được sự trạng thái bình yên nội tâm. Hai điều này sẽ hỗ trợ rất tích cực cho bạn, khuếch đại tần số rung động cao của mình. Khi bạn tinh tấn làm hai điều này mỗi ngày, bạn lấy cột mốc cho mình là 30 ngày, bạn sẽ thấy được rõ ràng sự biến đổi rất lớn diễn ra trong cuộc sống của bạn. Bạn sẽ nhìn thấy được con đường bạn đang tìm kiếm được câu trả lời mà bạn luôn tìm kiếm, và sẽ đạt được nhiều điều lời lạc trong cuộc sống của chính bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.